vấn đề trong cuộc pháp giới. Tinh thị hoặc tâm mê hoặc hoặc trong vật pháp gọi là vô minh. Mười pháp giới của chánh trang nghiêm đều cho vô minh biết được ra, cho nên á vô minh mới thấy pháp thực. Pháp môn mười pháp giới đến giới chừng pháp giới, nhưng nói những lời này chúng ta phải hiểu nghĩa chân thật của nó. Kể theo bên đó, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, những lời này ta không thể chấp thực. Nếu chấp thực vượt thoát mười pháp giới, thật sự có mười pháp giới có thể sử dụng, thật sự có giúp chân pháp giới có thể đạt được, vậy là sai. Với ý niệm này, vĩnh viễn không ra khỏi mười pháp giới, vĩnh viễn không thể nhập giúp chân pháp giới. Ta phải từ trong tâm tự ngôn ngữ lãnh hội nghĩa chân thật của nó. Thực tế mà nói, không có mười pháp giới cũng không có nhất chân pháp giới. Nhưng nói cách này, chúng sanh nghe đến sẽ giật mình. Đây là nói thật với chúng ta, không phải ở trước tôi nói vô tướng vô danh, tuyệt tu tuyệt nghĩ, đó là thật. Nhưng hàng Phật phu nghe nói như thế, có ai không sợ? Chúng ta phải làm sao? Phật thuyết pháp dùng phương tiện hiện xảo nói với quý vị có luật đạo, có mười pháp giới, có nhất chân pháp giới. Thì là đối với nói sơ cấp, đối với trung cấp, đối với cao cấp không nói như thế. Tuy cũng là cách nói này, nhưng ý nghĩa khác nhau. Vô minh biến hiện nghĩa là khi mê mới có hiện tượng này.